Xin chào quý vị và các bạn. Đêm qua và sáng nay, mùng 1 tháng 11, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế cho tới Phú Yên có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Một số nơi trên 80mm như tại Phổ Phong của Quảng Ngãi là 83mm, tại sông Cầu Phú Yên lượng mưa là 139,1mm và tại Ân Tường của Bình Định là 158,9mm. Dự báo trong hôm nay đến ngày mai, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 70 đến 120mm, có nơi trên 200mm. Do có mưa nên nhiệt độ trên toàn khu vực vẫn duy trì ở ngưỡng thấp. Ngoài ra thì từ nay đến ngày 2 tháng 11, trên các sông từ Quảng Bình đến Phú Yên có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Và trong đợt lũ này thì mực nước đỉnh lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, Bắc Bình Định, Bắc Phú Yên lên mức báo động 1, báo động 2, có sông trên báo động 2. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất cũng như là ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị tại các tỉnh từ Quảng Bình cho tới Phú Yên. Cùng chung xu thế thời tiết đó, thành phố Đà Nẵng hôm nay có mưa, biên độ nhiệt chỉ dao động trong khoảng từ 25 đến 29 độ. Người dân có những hoạt động ngoài trời cần chú ý mang theo các vật dụng che mưa và di chuyển cẩn trọng. Các tỉnh phía Nam đang bắt đầu vào mùa khô nên mưa giảm dần, chỉ còn lui về chiều tối, với lượng mưa có nơi dao động từ 20 đến 40mm, có nơi trên 70mm. Trong ngày nắng nhẹ. Với thành phố Hồ Chí Minh thì trưa nay nhiệt độ cao nhất vào khoảng 33 độ, khả năng mưa tại đây là 70%. Do có mưa mà tối và đêm nay mát mẻ, nhiệt độ hạ về còn 24 độ. Trở ra phía Bắc, thời tiết tại đây đang tương đối ổn định, ngày nắng hanh, tối se lạnh, nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 28 cho đến 31 độ. Thủ đô Hà Nội sáng nay nắng lên từ sớm và cường độ tăng lên vào trưa chiều, mức nhiệt cao nhất là 30-31 độ. Tuy nhiên, tối và đêm thì chỉ còn khoảng 23 độ. Quý vị lưu ý trang phục để bảo vệ sức khỏe. Thưa quý vị, được khởi công từ tháng 6 năm 2016 và dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2018. Tuy nhiên, do vướng mặt bằng, cầu Nam Lý trên đường Đỗ Xuân Hợp, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh với số vốn trên 900 tỷ đồng đến nay vẫn chưa thể hoàn thành. Dự án đã phải dừng thi công từ 2019 và mới được tái khởi động từ tháng 3 năm 2023. Và đến nay, cây cầu này đã được hợp long và đang đẩy nhanh tiến độ để kịp hoàn thành thông xe vào dịp mùng 2 tháng 9 năm 2024. Cầu Nam Lý dài 450 m, chia làm hai nhánh rộng 20 m, còn lại là đường dẫn rộng 30 đến 37 m. Sau 7 năm triển khai và phải dừng thi công 4 năm do vướng mặt bằng, sự khởi động lại đã có những tiến triển tốt. Cái dự án này thì nó vô cùng đặc biệt bởi vì đây là một cái công trình mà chúng ta hợp long với 60% khối lượng được hoàn thành chỉ sau 6 tháng từ ngày nhận được mặt bằng. Và đây cũng là một cái dự án mà tỷ lệ giải ngân đến thời điểm này đã đạt được 66%. Và chúng tôi xem cái việc hoàn thành công trình này như là một cái sự đền đáp, cái sự hy sinh của bà con khi bà bàn giao mặt bằng, cũng như cái sự gửi gắm của lãnh đạo thành phố, của địa phương trong quá trình triển khai dự án. Hơn ai hết, những người dân sống ở khu vực cầu Nam Lý đã rất bức xúc khi dự án chậm tiến độ. Tuy nhiên, với việc hợp long và chủ đầu tư đưa ra mốc hoàn thành trong năm 2024, khiến bà con yên tâm hơn. Trong 5 năm ngừng thi công, thì trên địa bàn không chỉ địa bàn phường Phước Bình mà tất cả các phường Phước Long A, Phước Bình, Phước Long B cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều bởi vì lưu lượng xe đi vào đường Đỗ Xuân Hợp rất là nhiều. Sau khi khởi động lại của dự án cầu Nam Lý thì người dân địa phương rất là mừng, mong rằng là bên đơn vị thi công thì cũng sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ để những cái mong chờ của bà con trong thời gian qua cũng được hoàn thành. Cầu này làm cũng lâu năm lắm rồi, nay khởi công làm lại rồi hợp long, mong làm cho thật sớm để được người dân được thông thoáng, được đi lại và để cho người dân được thoải mái đi lại, không để kẹt xe nữa. Việc đẩy nhanh tiến độ cầu Nam Lý thể hiện sự quyết tâm, cam kết của chủ đầu tư trước Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài cầu Nam Lý, trong các tháng còn lại của năm 2023, thành phố Hồ Chí Minh cũng kêu gọi các chủ đầu tư thi đua 60 ngày hoàn thành mục tiêu giải ngân kế hoạch vốn đạt 95%. Đây được xem là áp lực rất lớn, bởi 10 tháng qua, thành phố này mới chỉ giải ngân đạt 35% kế hoạch.